Diều Sáng Tôi Là Kiến An xin kính chào quý khách. Hôm nay là chương trình thả diều 3m, 3m màu vàng đuôi dái và bộ sáo 9D55 cho anh khách ở Úc nhé. Bộ 9D55 cưa. Còn toàn này đang cầm hàng khủng gì đây. Âm D100. Vâng, thả xem nào. 8 quả trên thôi. Thì diều 3m8 không tha nổi. Đây, diều 3m8 này thì của anh khách. Mình cũng không nhớ rõ là địa chỉ ở đâu nữa. Đây, trái như hai cái quạt ba tiêu đây. Trên trời đồng là chiếc đỏ đen 2m rưỡi lại trà nó phép đã lên rồi. Đó, trên chưa được đẹp lắm. Chương trình hôm nay sẽ rất là sôi động. Hai diều đảo như bi. Vâng, con diều này sang Úc thì chắc là yên tâm rồi. Nó là đấy chắc rất mạnh. Kệ, cứ kéo đi, đang quay. Vàng tượng trưng cho sự thịnh vượng, rất là sang.
may mắn, nó là may mắn. Chúc anh khách luôn đạt được nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Đấy, buổi test diều của diều xá xa xứ Kia Hải Phòng đây tương đối thành công, nhưng mà gió đẹp hơn tí nữa, nó đều hơn tí nữa. Đặt diều, đặt sáo, tất cả các loại sáo nhé, tất cả các loại diều tre lắm nhé. Thì liên hệ theo số điện thoại ở dưới bên mình. Cưa, còi, hòa âm, hòa đàn, đàn bà, các loại hòa nhé. Rồi, chương trình thả diều của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả mọi người. Nếu thấy hay nhớ like, subscribe và để lại là bình luận dưới video nhé. Rất cảm ơn mọi người. Chờ những video thả diều sáo sau của mình.